Xin chào toàn thể các quý vị khách hàng. Quý vị Giật khách mình hàng có thân mến, sao ngày hôm nay thẩm mỹ Oheo đang điều trị giãn mang mạch ở vùng mặt cho chị Trang. Một vị khách hàng của chúng ta thì đã bị giãn mang mạch ở vùng mũi và vùng má của mình. Theo như chị chia sẻ thì ở vùng má thì những cái vết giãn mang mạch thì nó có từ bẩm sinh và thời gian gần đây thì nó bắt đầu rõ dần lên. Vâng, quý vị thân mến, và hiện tại thì chị đang đến với thẩm mỹ Oheo và điều trị giãn mang mạch trên vùng mặt của mình. Với những cái tình trạng bị giãn mang mạch ở vùng mặt thì ngoài việc là ảnh hưởng đến thẩm mỹ, ảnh hưởng đến ngoại hình của chúng ta thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta nữa quý vị nhé. Thế nên là càng chữa sớm thì chúng ta sẽ cho cái hiệu quả càng nhanh và càng càng tức thì hơn và rất là dễ điều trị hơn so với những cái vết giãn mang mạch mà chúng ta đã bị lâu rồi, đúng không ạ? Và những cái vết giãn mang mạch của quý vị có thể thấy là của chị thì nó là những cái mao mạch nhỏ màu đỏ này, và đặc biệt là ở vùng mũi thì nó hiện lên rất là rõ. Đó, quý vị có thấy ở vùng mũi không ạ? Vâng, quý vị thân mến, và hiện tại thì thẩm mỹ Oheo đang sử dụng công nghệ là Mercury LX 2020 để có thể điều trị giãn mao mạch cho chị. Và với công nghệ này thì tia laser sung dài sẽ tác động trực tiếp lên thành mạch, gây co thành mạch và sẽ giảm cái tình trạng giãn mao mạch cũng như là sẽ điều trị dứt điểm giãn mao mạch trên khuôn mặt của chị quý vị ạ. Và đặc biệt hơn nữa là với công nghệ này thì khi điều trị giãn mao mạch thì quý vị có thể thấy là nền da của chị Trang hoàn toàn là được giữ như bình thường và không có một chút nào là bị ảnh hưởng hay bị tổn thương cả. Nó chỉ trực tiếp tác động những cái sung dài vào trong thành mạch và khiến cho cái thành mạch co lại. Nó sẽ chỉ có cái hiện tượng là sẽ hơi hồng hồng nhẹ trên da thôi, và nó không có hiện tượng là tổn thương gì cả. Và cái hiện tượng hồng hồng này thì nó sẽ biến mất sau khi mà chúng ta chạy ion P này, đắp mặt nạ, những cái quá trình sau đó tại thẩm mỹ Oheo là chúng ta có thể khắc phục được hoàn toàn rồi. Và với cái tình trạng này thì chúng ta về hoàn toàn là không phải đi nghỉ dưỡng gì quý vị nhé. Chúng ta vẫn sinh hoạt bình thường. Tuy nhiên là chúng ta cũng lưu ý là sẽ tránh nắng thật là tốt này, và sẽ bôi những cái sản phẩm mà bác sĩ của thẩm mỹ Oheo kê cho về để làn da của chúng ta có thể phục hồi sau laser tốt hơn. Và nếu như quý vị đang có tình trạng giãn mao mạch thì quý vị có thể để lại thông tin ngay phía dưới livestream này để các bác sĩ của chúng tôi có thể tư vấn cũng như là đưa ra cho quý vị một liệu trình trị giãn mao mạch phù hợp và hiệu quả nhất. Cảm ơn quý vị đã theo dõi livestream. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.